phóng mặt bằng. Đội Đồng Lợi xin gửi tới quý vị tiểu phẩm Tôi Đã Thông Rồi, với sự tham gia của các diễn viên ông Tiến Phượng trong vai người chồng, bà Thu Sen trong vai người vợ, chị Bích Huế trong vai bí thư đoàn Thanh Liên con ông Phượng, bà Kim Kha trong vai trưởng ban công tác mặt trận thôn, bà Minh Loan trong vai trưởng thôn, ông Đức Đoan trong vai chi trưởng hội cựu chiến binh. Sau đây tiểu phẩm xin được bắt đầu. Chuyện xảy ra vào một buổi chiều tại nhà ông Phượng. Có chuyện này không nói với bà đây. Có chuyện gì? Thôi, tôi còn đi cho lợn ăn đây. Ông ở nhà cả buổi cũng không cho nó ăn để nó giết ông lên kia bà. Ôi giời, tiếng lợn kêu nó hoảng tiếng hát của tôi có khi bà nghe còn thích cái tai đấy. Ôi giời, ông đúng là ông thật rồi. Thôi thôi, bà cứ ngồi xuống đây. Đừng có chuyện quan trọng với bà cứ làm đây. Có chuyện gì ông nói xem nào? Chả là hôm nay tôi nhờ thôi. Bà trưởng thôn ấy bà ấy là đưa ra cái câu chuyện là đợt này nhà nước đã làm con đường đi từ Việt Yên đi Định Quán vào dài rộng thảm nhựa đem qua cửa cho mình đấy. Ôi thế thì tốt quá rồi còn gì. Nhưng mà nhà mình có 8 thất ruộng với lại cái quán nằm trong diện giải tỏa đợt này cơ bà. Thế nhà nước có đền bù không? Đền bù cái gì? Chủ trương của nhà nước đợt này là hiến là chính. Không đền bù không được. Ông tính xem ruộng đất bây giờ có giá tất đất tất vàng trên 100 triệu một sào chứ có ít đâu. Lại còn cái quán kia của tôi nữa. Tôi già rồi, để tôi bán cho nó vui, còn kiếm đồng bóng đồng vui nữa đó. Ồ bà, chả hiểu biết gì. Nhà nước cũng ra chủ trương chính sách, mình là người dân mình phải thực hiện. Tôi không hiến không dỡ gì hết. Cái nhà này từ thiện nhiều rồi. Hồi buổi này chả ăn cho không ai cái gì đâu. Bà phải nghe tôi. Tôi là chủ cái nhà này. Tôi nói bà phải nghe. Ông đừng ra trưởng độc quyền nó vừa vừa thôi. Dạ con chào bố mẹ. Ừ con đã về đấy à? Bố mẹ ơi, hôm nay con đang đi họp đoàn thanh niên ở xã, có nội dung là vận động nhân dân hiến đất, giải tỏa hành lang và mở rộng qua nhà mình đấy bố mẹ. Lại còn mày nữa, mày lại giống bố mày. Đất nhà ta, ta không hiến cho ai hết. Ông Phượng bà xem có nhà không? Ôi, chào các bà, mời các bà làm nha. Mời các ông bà xây nước. Thế là hai bà có chuyện gì mà chúng tôi nghe các thẳng thế? Có chuyện gì đâu, vẫn là cái chuyện giải tỏa đất cát mà. Tôi từ nãy giờ tranh luận với bà nhà tôi, nhưng bà nhà tôi vẫn còn chưa nghe. À, thế thì chúng tôi cũng về với câu chuyện này đây. Vâng, báo cáo với ông bà thế này. Vận động của thôn đến gia đình và trước tiên là thăm gia đình và sau đó là trao đổi với ông bà về việc thực hiện dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh lộ 298 đoạn từ Đình Lẻ đi Việt Yên để sớm giải đoạn từ Đình Lẻ đi Việt Yên, mà đoạn đường này là vận động dân hiến chứ không có đền bù. Theo điều 128 của luật đất đai, các trường hợp sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng các công trình dựng phúc lợi dân sinh được thông qua và được sự thỏa thuận của các hộ dân đất đai sử dụng để sớm bàn giao mặt bằng chung của đảng và nhà nước và hoạt động nhà nước và nhân dân cùng làm. Vậy mong ông bà ủng hộ kế hoạch cấp trên thỏa thuận những một phần đất của gia đình nhà mình để
tiến bộ đi công đó ông bà. Tôi có ý kiến với ông bà thế này. Thực hiện kế hoạch mở cộng đường 298, thôn ta có 12 hộ trong này giải tỏa. Vậy có 11 hộ đã nhất ý là thực hiện và tháo dỡ rồi. Vậy trong gia đình nhà ta có 8 thước ruộng và cái quán nằm trong kế hoạch giải tỏa. Vậy mong ông bà hưởng ứng kế hoạch này của trên, mong ông bà thỏa thuận và hiến tháo dỡ quán để kịp tiến độ thăng giải phóng mặt bằng và kịp tiến độ thi công cho công trình đấy ông bà. Tôi không nghe giải thích mà tôi cũng không nghe cái điều cái luật gì cả. Nhà nước ra lắm cái điều luật có giúp gì được cho dân đâu, cứ bắt dân phải thực hiện. Tôi có ý kiến với gia đình thế này, nhà nước có chủ trương chính sách quan tâm đến người dân như xây dựng hạ tầng cơ sở, điện đường, trường trạm, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Đây nhà nước có kế hoạch triển khai mong đất chờ nhân dân hiến đất để mở rộng đường mất giao thông. Cho nên hôm nay gia đình nhà ông bà có một thửa ruộng và cái quán. Vậy chúng tôi ban vận động chúng tôi đến nhờ ông bà rõ quán hiến đất cho nhà nước để làm đường giao thông. Vậy rất mong ông bà giúp đỡ cho ban vận động chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Con xin phép bố mẹ, vừa rồi các ông bà bên ban vận động cũng có ý kiến với bố mẹ rồi, thì con cũng có một chút ý kiến nhỏ với bố mẹ như thế này. Con nghĩ gia đình ta bao năm thực hiện tốt nghĩa vụ tham gia tốt các phong trào ở địa phương, và bố đã có một thời xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mỹ. Mẹ là hậu phương vững chắc chăm lo gia đình và nuôi dạy chúng con khôn lớn trưởng thành. Mọi người trong thôn luôn kính trọng và noi gương theo bố mẹ đấy. Mà con đường đẹp thì thuận tiện cho việc là vận chuyển nông sản và nông phẩm của bà con mình làm ra. Hôm nay nhà nước cần thì gia đình mình cũng cần góp phần một lợi ích nhỏ để chung tay cùng với nhà nước thực hiện cái thắng lợi đã đề ra bố mẹ ạ. Đến nữa con đường đẹp, con lấy chồng thì xe hoa và tận cổng đón bố mẹ có vui không ạ? Đường được mở rộng, chép nhảy thảm nhựa, sóng nhiều mũi nét rất thuận tiện cho việc đi lại của bà con nhân dân, và con em con mình cũng được đi lại rộng rãi thuận tiện. Tôi nói một việc thực tế của thôn mình cho bà nghe nhé. Năm 2021, gia đình nhà anh Lăng Khánh có rộng gần 1 ha khoai tây khi được thu hoạch. Các thương lái đến thu mua ô tô to và cặp đầu bờ để mua. Nếu các hộ trong thôn ta không hiến đất để làm đường bê tông to thì làm gì có, thì làm gì xe vào tận nơi được. Vì vậy việc mở rộng đường sẽ thuận tiện hơn nhiều cho việc đi lại thu mua nông sản thực phẩm của bà con quê ta có bà ạ. Ông này, tôi thấy các ông các bà nói cũng rất có lý. Bây giờ tôi cũng đã thông rồi, tôi sẽ xin miễn đất và dỡ quán. Thế thì tốt rồi. Vâng, cảm ơn ông bà đã thay mặt ra ban và đọc. Kính thưa hội thi tiểu phẩm tôi đã thông rồi của đội đồng lời đến đây đã khép lại. Xin kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe.